Lâu lắm mới gặp. 10 năm chứ mấy. Quen à? Quen thì tôi ra gọi cho cậu nha. Em giao người hùng của đội em cho bác sĩ nha, bác sĩ coi giùm ảnh nha. Cô vô trong chứ. Mình đã chờ 10 năm rồi đó. Để làm bác sĩ riêng của cậu. Con không thấy lạ hả? Khi mà mình gặp lại á, mình đã trở thành bác sĩ rồi. Đó là do ông trời sắp đặt đó. Mình sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu. Không có thoát được tôi đâu nha.